659 Kinh Đại Thừa Bảo Vân. Hán dịch: Đại Lương. Tam Tạng Mạn Đà La Tiên cùng Tăng Dạ Ma La người Phù Nam. Quyển 1, phẩm 1, tựa. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật Bà Già Bàng trụ tại đỉnh núi Già Cha, nước Già Cha, cùng đại chúng tăng 7 vạn người. Các vị ấy đều là A-la-hán, các lậu đại dứt, không còn vì não, tâm được tự tại, tâm kéo giải thoát, tuệ kéo giải thoát, là bậc đại long tượng mọi người đều biết. Việc làm đã xong, không còn tội tới sau. Lìa bỏ gánh nặng, sớm được tự lợi, dứt các trói buộc, kéo được giải thoát. Tự tại nơi tất cả, thông đạt pháp tánh, được đối giải thoát, khéo đạt pháp tánh, là con của đấng pháp vương. Tâm được điều phục, kiên cố bất thoái, 8 thức gió của thế gian chẳng thể lay động, chúng đất vẹn toàn, nguyện đã viên mãn, trụ nẻo niết bàn. Chỉ trừ một người, đó là trưởng lão A Nan, có ở bậc hữu học. Là có các chúng đại Bồ Tát gồm 16 vạn đại sĩ, tất cả đều là nhất sinh đại bổ xứ, hướng đến nhất thiết trí, kính trọng nhất thiết trí, tiến tới nhất thiết trí, thành tựu nhất thiết trí, đắc tam muội vô ngại đà la ni, trụ tam muội tủ lăng nghiêm, có khả năng hiện bày sử dụng các đại thần thông, luôn luôn hóa độ thành tựu đầy đủ cho chúng sinh, không có ngừng nghỉ, không còn các phiền não chướng ngại. Tâm đại từ đã khắp tất cả quốc độ trong 10 phương, khéo giỏi qua lại vô lượng cõi Phật, dùng cảnh giới không trụ vào vô tướng, nhất cử nhất động đều tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh, hành thiện ở tất cả cảnh giới của chư Phật. Trí tuệ vô biên, đồng với hư không, tâm mười vi diệu sâu rộng như biển, tâm không dao động như núi Tu Di, thanh tịnh không nhơ giống như hoa sen, tâm thiện trong sáng như bóng mani, tâm ấy tinh khiết như vàng tròn đã luyện. Tên của các vị này là Đại Bồ Tát Bảo Tướng, Bồ Tát Bảo Trưởng, Bồ Tát Bảo Ấn Trưởng, Bồ Tát Bảo Quang, Bồ Tát Bảo Đảnh, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Bảo Kế, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Kim Tạng, Bồ Tát Kim Cang Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Cát Tạng, Bồ Tát Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Như Lai Tạng, Bồ Tát Trí Tuệ Tạng, Bồ Tát Nhật Nguyệt Tạng, Bồ Tát Tam Muội Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt, Bồ Tát Phổ Nguyệt, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Sát Tự Tại, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Liên Hoa Nhãn, Bồ Tát Quảng Nhãn, Bồ Tát Phổ Oai Nghi, Bồ Tát Phổ Tài Chỉnh, Bồ Tát Phổ Diệt Ý, Bồ Tát Phổ Lễ, Bồ Tát Trí Ý, Bồ Tát Pháp Ý, Bồ Tát Thắng Ý, Bồ Tát Thượng Ý, Bồ Tát Kim Cang Ý, Bồ Tát Sư Tử Phấn Tấn, Bồ Tát Đại Lô Thanh Vương, Bồ Tát Sư Tử Hống, Bồ Tát Thâm Hưởng Âm, Bồ Tát Vô Ô, Bồ Tát Vô Có, Bồ Tát Kim Cang Minh, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Trí Quang, Bồ Tát Trí Cát, Bồ Tát Nguyệt Cát, Bồ Tát Phù Chúng Cát, Bồ Tát Bảo Các Bồ Tát Đồng Tử Văn Thù Sư Lợi cùng 16 vị đại sĩ với Bồ Tát Hiền Hộ làm thượng thủ. Các đại Bồ Tát trong hiền kiếp với Bồ Tát Di Lặc làm thượng thủ. Tứ Đại Thiên Vương làm thượng thủ cõi trời Tứ Thiên Vương. Thiên Chủ Đế Thích làm thượng thủ cõi trời Tam Thập Tam. Thiên Tử Dạ Ma làm thượng thủ cõi trời Tu Dạ Ma. Sang Đâu Xuất Đà Thiên Chủ làm thượng thủ chư thiên cõi trời Đâu Xuất. Hóa Lạc Thiên Chủ làm thượng thủ chư thiên cõi trời Hóa Lạc. Tự Tại Thiên Chủ làm thượng thủ cho thiên cõi Tam Hóa Tự Tại, Đại Phạm Vương làm thượng thủ tất cả chúng đại chúng phạm thiên. Những phạm chúng này đều phò giúp các phạm vương. Đại Tự Tại Thiên làm thượng thủ tất cả chư thiên cõi trời tịnh cư. A Tu La Vương, Tỳ Ma Chất Đa làm thượng thủ vô lượng trăm ngàn A Tu La Vương, Ca Long Vương A Nậu Đạt, Long Vương Ma Na Tư, Long Vương Sa Kiệt La, Long Vương Bà Tu Cát. Trong vô lượng trăm ngàn Long Vương như vậy, Long Vương Cát Oai Đức làm thượng thủ. Lại có vô lượng trong ngàn các long nữ, 8 bộ chúng trời, rồng, địa xoa, cả thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La, và nhân phi nhân. Tất cả đại chúng vây quanh đảnh núi già gia, rồng bố do tuần, dường như phi trần, trên mặt đất cũng như trong hư không, không còn chỗ khuyết trống. Đại chúng tụ an tọa về một bên, chiêm ngưỡng tôn giang Đức Như Lai. Chính giữa chúng ngồi là bảo tòa sư tử ca mục do tuần, bảo tòa xung quanh chạy dài 20 dặm, vô lượng tòa lụa đâm ngũ sắc gian bày trên ấy, lên 7 bao cùng các lưỡi báu và 100.000 cờ hoa treo lơ lửng giữa không trung. Tất cả địa giới xung quanh tòa cao đều được tạo thành do kim cương 7 báu. Mọi người vui vẻ sửa sang cho đất bằng phẳng, quét dọn, đưa nước sạch sẽ, đốt các loại hương, vô lượng hoa trời tung lên trên đó. Vô lượng 100.000 hoa sen lớn như bánh xe từ đất vọt lên, đều là sắc vàng trồng. Lưu ly dùng làm đài, Ngọc Châu, Nhân Đà, Ni La làm tu hương thơm phản phất, thanh thoát cả ái nhằm cứu dưỡng Đức Thế Tôn. Cách 4 tu cấp tòa cao, không xa cũng không cần. Có 4 cây báu tự nhiên xuất hiện cao 60 lý, tàn của mỗi cây tre phủ xung quanh 15 lý.
Bây giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, dùng tâm bình đẳng chuyển bánh xe pháp, hàng phục ma oán, tám thức gió thế gian chẳng thể làm lay động. Như sư tử vương không còn tư tưởng khiếp nhược sợ hãi, như nước đủ tám công đức ở A Nậu Đạt tràn đầy vắng lặng, như biển lớn sâu thẳm không đáy, như núi Tu Di an ổn bất động, như mặt trời soi rõ tất cả thế gian, như mặt trăng làm mát dịu mọi vật, như đại long vương biển luôn tuôn mưa pháp khắp chốn, như đại phạm vương ra ngoài ba cõi. Khi ấy nơi đỉnh đầu Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn chiếu soi tất cả đại chúng đệ tử nhiều tuần đang vây quanh, cùng vô lượng trong ngàn chư thiên tất phạm hộ thế cung kính lễ bái, tâm chẳng cao thấp. Đó gọi là ánh sáng phổ chiếu. Vô lượng tia sáng ấy từ đỉnh phóng ra chiếu khắp vô biên tất cả thế giới nơi mười phương, sau đó ánh sáng được thu về giữa quanh Thế Tôn ba vòng rồi nhập vào diện môn, nhưng toàn bộ ánh sáng vẫn không tăng giảm, giống như lấy nước bơ dầu vẽ trên cát, không tăng không giảm. Ánh sáng của Như Lai cũng là như vậy. Bây giờ về phương đông, trải qua ba lượt hàng hà xa thế giới, có thế giới tên là Phù Dung Hoa. Đức Phật trong thế giới ấy tên là Phù Dung Nhãn, gồm đủ 10 tôn hiệu như là Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh, Túc Thiện Tệ, Tế Chân Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trùng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, đang diễn thuyết pháp yếu cho chúng Đại Bồ Tát. Đó là pháp nhất đại thừa đạo. Quả Phật này không có tên của hàng nhị thừa, là bất chư Phật và thánh Phật. Tất cả chúng sinh trong thế giới này đều là Bồ Tát, đối với đạo quả Bồ Đề Vô Thượng ở vào ngôi vị bất thoái. Hết thảy Bồ Tát trên thế giới ấy không dùng tạp thực, chỉ lấy thiền duyệt làm thức ăn, lấy pháp lạc làm thức ăn. Nơi thế giới này không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng tinh tú, tất cả chỉ dùng ánh sáng chiếu tỏa của Như Lai. Thế giới ấy có đất bằng phẳng như bàn tay, không có cỏ dại, cỏ uế, bụi rậm, sỏi đá và các núi đen. Nơi cõi Phật này có Đại Bồ Tát tên là Tát Bà Ni Bật Sa Cảm Tỳ Trân Quốc, cũng gọi là Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại. Trong coi chúng sinh nào cái danh hiệu của Bồ Tát này chỉ trong giây lát thì liền phát tâm thiện, có khả năng trừ được tất cả chướng ngại. Khi ấy Đại Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại gặp được ánh sáng từ thân của Đức Thế Tôn chiếu qua, liền từ trú xứ của mình đi đến chỗ Đức Phật Phù Dung, cùng kính lễ bái, sắc chân ruộng qua một bên. Cùng lúc cũng có vô lượng đại chúng Bồ Tát cảm nhận được ánh sáng này, liền từ trú xứ của mình cũng đến chỗ Phật cung kính lễ bái, luôn ngồi một bên. Lúc này Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại từ chỗ ngồi đứng dậy, bày phải phải có phải chạm nền Liên Hoa Đài tượng, chắp tay đứng về Đức Phật tương kính bạch Thế Tôn: vì nhân duyên gì mà có ánh sáng chiếu khắp sắc màu rực rỡ đủ loại, bất khả tư nghị, thanh tịnh vô cấu, làm cho thân tâm tất cả Bồ Tát vui tích? Đức Phật Phù Dung Nhãn liền bảo Bồ Tát: này thị nam, từ đây đi về phương Tây hơn hằng hà xa số thế giới, có cõi Phật tên là Saha, Phật trong thế giới ấy tên là Thích Ca Mâu Ni, còn đứng vừa tôn hiệu Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh, Túc Thiện Tệ, Thế Chân Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trùng Phu, Thế Chân Sư, Phật Thế Tôn. Đã có chúng sinh nghe được danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni thì đối với đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, chúng sinh đó không còn tái chuyển. Ánh sáng mà các vị ấy ở đây chính là ánh sáng của Đức Thích Ca Như Lai phóng ra. Ánh sáng đó thanh tịnh vô cấu, vi diệu đệ nhất, là an vui tất cả thân tâm Bồ Tát. Bồ Tát lại thưa: kính bạch Thế Tôn, có những chúng sinh nghe được danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đối với đạo quả Bồ Đề Vô Thượng họ không còn thoái chuyển, nghĩa này như thế nào? Phật Phù Dung Nhãn bà Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại: này thì nam, trong đời quá khứ, lúc Đức Thích Ca Như Lai hành Bồ Tát Đạo đã phát thệ nguyện, khi ta thành Phật, nó có chúng sinh nào được nghe danh hiệu ta thì đối với đạo quả Bồ Đề Vô Thượng liền được không thoái chuyển. Bồ Tát lại thưa: bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh trong thế giới ấy nghe danh hiệu Phật đều được không thoái chuyển hết chăng? Phật nói: chẳng phải vậy. Bồ Tát hỏi: bạch Thế Tôn, và chúng sinh nơi cõi đó chẳng được nghe danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni chăng? Phật bảo: này thì nam, tất cả đều nghe được. Bồ Tát thưa: bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh ở cõi đó đều được nghe danh hiệu của Phật, tại sao có người được không thoái chuyển, người không được không thoái chuyển? Phật đáp: này thì nam, những chúng sinh nhờ nghe danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni, họ được không thoái chuyển là do đã gieo trồng nhưng không thoái chuyển. Như Lai đã thấy việc này nên mới nói chúng sinh đó không thoái chuyển, chẳng phải chỉ có nghe danh hiệu mà được không thoái chuyển. Này thì nam, nay ta vì ông mà nói thí dụ làm cho nghề này được sáng tỏ. Này thì nam, như hạt giống của cây hoặc lớn hoặc nhỏ, nếu gặp ngoại duyên đầy đủ, không có gì ngăn ngại thì cây nảy mầm phát triển nhanh. Này thì nam, thế nào gọi là chủng tử? Bồ Tát thưa: vì không có gì ngăn ngại nên gọi là chủng tử. Phật bảo: đúng vậy, này thì nam, nghe danh hiệu Như Lai tức là gieo chủng tử không có thoái chuyển.
chính các chúng sinh đầy đủ các duyên, nghe danh Như Lai, đối với đạo quả Bồ Đề Vô Thượng được gọi là không thoái chuyển. Bồ Tát lại thưa: Con nay muốn qua thế giới xa, mong thấy Đức Phật Thích Ca, ứng cúng chế biến tri để hầu hạ lễ bái cung kính cúng dường. Thế Tôn Phù Chung Nhãn bảo đại Bồ Tát Phù hàng phục nhất thiết chướng ngại. Nay thì nam lành thay, thật tốt thay. Khi qua đến đó, ông sẽ biết rõ những điều ấy. Lúc ấy lại có vô lượng chư đại Bồ Tát đến chỗ Phật Phù Chung Nhãn thưa: Kính bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn đến thế giới xa, mong được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni để hầu hạ cung kính tôn trọng cúng dường. Phật Phù Chung Nhãn bảo chúng Bồ Tát: Này các thị nam, nay đúng là lúc các ông được tùy ý đến đó. Đến thế giới ấy, các ông nhận tận trọng thu nhất các căn, chứ có buông thả. Vì sao? Vì chúng sinh ở thế giới ấy có quá nhiều tham dục, sân hận, ngu si, chẳng giữ phạm hạnh thanh tịnh của sa môn, vui theo phi pháp, vu khống, gian trá, thô xấu, nói lời dèm pha quanh co, sai trái. Nói lời ác độc, nguyền rủa, buông lung phóng túng, cao ngạo, giọng điệu, châm biếm, vô nịnh, diện mạo thô xấu, biến nhát pha chới, ám độn, siêng làm việc ác, đố kỵ, kéo kiệt, vì vô lượng phiền não trói buộc. Chúng sinh trong thế giới đó tánh tình như vậy đang được Đức Thích Ca Như Lai thuyết pháp hóa độ. Khi ấy đại chúng Bồ Tát thưa: Kính bạch Thế Tôn, vì Đức Thích Ca Như Lai vì chúng sinh đó mà thuyết pháp thật là có, thật là có. Phật bảo: Đúng vậy, đúng vậy. Này thì nam Thích Ca Như Lai, vì chúng sinh đó mà diễn thuyết pháp yếu là rất có, khó thật. Này thì nam, chúng sinh nơi cõi đó sao ác như thế, khởi một niệm thiện là rất khó. Vì sao? Vì nếu ở cõi nước thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh tu hành phát thiện chẳng có gì gọi là khó. Còn ở thế giới xa uế được như vậy, trong giây lát mà chúng sinh khởi được tâm thiện thật là hiếm có. Chỉ trong sát na, chúng sinh nơi cõi đó quy y Phật, quy y chánh pháp, quy y thánh tăng thật là hiếm có. Chỉ trong sát na, chúng sinh nơi cõi ấy thọ trì tịnh giới thật là hiếm có. Chỉ một trong một sát na, chúng sinh nơi cõi đó khởi tâm địa dục thật là hiếm có. Trong một sát na, chúng sinh nơi cõi đó khởi lòng đại bi phát tâm bồ đề vô thượng thật là hiếm có. Khi các vị Bồ Tát thưa: Việc này thật hiếm có, bạch Thế Tôn, thật hiếm có, thưa tiện thể. Tất cả các đại Bồ Tát nói: Cao cả thay bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chúng con vâng giữ phụng hành tu theo chánh pháp. Thưa như vậy xong, các vị đã lễ sát chân Phật rồi lui ra. Các vị Bồ Tát này muốn cúng dường Đức Thích Ca Như Lai nên biến hóa ra đủ loại. Có vị hóa làm cây báu tướng hảo trang nghiêm, hoa trái đầy đủ. Có vị hóa thành cây tỳ lưu ly, hóa làm cây pha lê báu, hóa làm cây kim ngân, cây hoa quả và cây như ý. Là có vị hóa làm mây y phục, mây trang nghiêm, mây hương, mây tóc mượt, mây lông, mây kỷ nhạc. Các mây biến hóa như vậy hợp thành một mạng lớn. Các Bồ Tát cùng Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại đi đến thế giới xa. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại đối với chư Bồ Tát: Này các nhân giả, chúng sinh nơi cõi xa ấy luôn bị các khổ não hại bức bách. Đúng rồi, này các nhân giả, chúng ta phải nên vì các chúng sinh mà hiện bày đại thần thông, dùng sức thần thông này khiến cho chúng sinh đó xa lìa các khổ, thọ hưởng an vui. Các Bồ Tát đáp: Hay thầy, thật hay thầy, kính vâng nhân giả. Lúc này Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại liền dùng thần thông phóng ra các loại ánh sáng làm cho thân tâm an lạc, mát mẻ phi diệu, không còn chơi nhớp. Bồ Tát chiếu ánh sáng này khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho các loài ngạ quỷ, súc sinh, chúng sinh trong tất cả các địa ngục cùng chiêm la vương gặp ánh sáng ấy đều lìa được các khổ, tội an vui, không còn tâm tướng sát hại, tâm không phẫn nộ, tâm không sân hận, tất cả đều cung kính nhau, tựa như cha mẹ. Khoảng giữa của tam thiên đại thiên thế giới là những nơi chốn tối tăm, ánh sáng mặt trời mặt trăng và đạo lực thần thông chẳng thể chiếu đến. Chứ ánh sáng của Bồ Tát là chiếu rõ tất cả, giúp cho các chúng sinh nơi ấy được thấy nhau. Cái núi Tiết Phi, núi Mục Châu Lân, núi Đại Mục Châu Lân, cùng vô lượng núi đen trong tam thiên đại thiên thế giới, tất cả đều được ánh sáng của Bồ Tát chiếu rõ. Ánh sáng ấy đến chiếu đến tất cả cõi phạm thiên, lên đến trời hữu đảnh, dưới chiếu tới các địa ngục. Địa ngục Hoạt Hoạt, địa ngục Hắc Thần, địa ngục Hiệp Phá, địa ngục Hiếu Hoán, địa ngục Đại Hiếu Hoán, địa ngục Thiên Chữ, địa ngục Đại Thiên Tiêu Chữ, địa ngục A Tỳ và 136 các địa ngục lớn, các địa ngục băng giá cũng có phương chốn, cùng tất cả các địa ngục ánh sáng mặt trời chẳng thể chiếu tới. Đây được ánh sáng chiếu tới nên tất cả đều vui mừng dứt các thống khổ. Có các chúng sinh nhờ thần thông này
cầu ăn được ăn, cầu uống được uống, cầu y phục, xe cộ, tiền tài, vàng bạc, châu báu, khởi niệm liền được. Người mắt tối được sáng, người điếc nghe được, người câm nói được, người tâm loạn điên cuồng đều được chánh niệm, người khổ được vui, người mang thai sinh con được an ổn, không có đau đớn. Khi tất cả đại chúng đại Bồ Tát nơi cõi kia đến đỉnh núi Già Gia, còn chẳng bao xa, các vị bèn dùng lưới bảy báu giăng che khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Ở giữa hư không tự nhiên hiện bày tuôn mưa hoa sen lớn có các loại hoa mây của chư thiên, mây quả, mây tóc mượt, mây hương, mây phục, mây hương bột, mây các loại tơ lụa, mây cờ phướng, mây lọng. Các chúng sanh xúc phạm với các thứ mưa mây này được an vui. Cõi đất xung quanh đều rất thanh tịnh, các loại cây tạp lớn nhỏ trên đỉnh núi Già Gia đều không xuất hiện, chỉ có các cây thứ cây báu, cây ý, cây hoa, cây quả, cây chiên đàn, cây trầm hương lan tỏa khắp chốn ấy. Vô lượng tiên nữ ở giữa hư không tấu kỹ nhạc trời đều cúng dường Thế Tôn, những âm thanh này phát ra tạo thành kệ tụng ca ngợi công đức của Phật. Thác sinh vườn trần đời kỳ vĩ, thanh tịnh vô cấu không gì bằng, nguyện lễ tướng hư không bình đẳng, nên chúng con đến cõi nước này, nơi gốc cây thành đạo đẳng giác, phá trừ tất cả các quán ma. Nguyện lễ đấng oai thần tột bậc, nên chúng con đến thế giới này, chư pháp luân vi diệu dụ chúng, giảng pháp như huyễn trăng trong nước. Nguyện lễ cây như ý vi diệu, nên chúng con đến thế giới này, biết rõ thế gian như ảo mộng, các loại sắc tượng tờ phòng lửa. Nguyện lễ phước tuệ tu bất động, nên chúng con đến thế giới này, trong vô lượng kiếp tu song hạnh, nhờ đại bi phước tuệ viên thành. Nguyện lễ mặt trăng tròn thanh tịnh, nên chúng con đến thế giới này, vô lượng chúng trời người Bồ Tát cúi đầu lễ cung kính cúng dường. Nguyện lễ đấng ánh sáng tuyệt vời, nên chúng con đến thế giới này, như kiếp khổ hạnh được pháp báu, từ bi thí muôn loài chẳng tiếc. Nguyện lễ đấng tự lợi lợi ta, nên chúng con đến thế giới này, tâm tịnh vắng lặng ướp từ bi, chẳng nhiễm bụi cấu như hoa sen. Nguyện lễ vô lượng công đức tụ, để chúng con đến thế giới này, bản tánh vô vi chẳng sinh diệt, đạo lực thần thông hiện ba tướng. Nguyện lễ tự tại chẳng nghĩ bàn, nên chúng con đến thế giới này, thần tướng trang nghiêm đẹp phân minh, đấng cứu hộ thế gian quy ngưỡng. Nguyện lễ cây báu vô lượng cành, chúng con xin cúng dường đầy đủ. Bài kệ ca ngợi của Đức Phật phát ra chưa được bao lâu, thì trưởng lão Mục Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải, quay phải chấm đất, chắp tay cung kính đảnh lễ Phật thưa: Kính bạch Thế Tôn, tướng đoan nghiêm này do ai tạo ra? Từ xưa đến nay con chưa từng thấy nghe như vậy. Phật đáp: Này tôn giả, một kiền điên đi về phương đông cách đây hàng hạ sa số thế giới, có thế giới tên là Phù Dung Hoa, trong cõi ấy có Phật tên là Phù Dung Nhãn, gồm đủ 10 tôn hiệu như là Ứng Cung Chánh Biến Tri, hiện giờ đang thuyết pháp yếu. Từ cõi Phật đó, Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại, cùng vô lượng trăm ngàn ức nơi cho ta cho đại sĩ, đi đến thế giới xa này, nên hiện tướng đoan nghiêm như thế. Phật vừa dứt lời thì Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại, cùng trăm ngàn ức nơi cho ta cho Bồ Tát, dùng đại thần thông đã đến cõi Phật. Các vị cúi đầu kính lễ sát chân Đức Thế Tôn, rồi đi nhiễu ngàn vòng, đứng trước Đức Phật dùng kệ đồng thanh tán thán: Xin quy mạng Thế Tôn, đấng đại dũng vang lừng, đại trí đại tiên tôn, vượt qua mọi nguy hiểm, kính lễ đấng tối thượng, soi sáng tất cả chỗ, biết rõ tánh chúng sinh, thương xót cứu độ khắp. Cúi đầu lễ Pháp Vương, bất động như tu di, như biển sâu không đáy, hàng phục các ngoại đạo. Kính lễ đấng chuyển Pháp, sư tử gầm trong chúng, thể tánh thể Pháp tánh tự nhiên, sau nay không sinh diệt. Nói chánh đạo đúng thời, khiến đạt được chân như, làm cho nhập niết bàn hoặc là được thọ ký. Khéo đặt tánh ba tụ, thấu suốt mọi thời cơ, hóa độ các chúng sinh, bộ lưới pháp như ý, dâm nội si các uế cùng vô lượng mê hoặc, ngồi nơi cội bồ đề, dùng lửa trí thiêu tận, tự độ mình độ người, mình cùng đời giải thoát, mê muội chìm ba cõi, chỉ các Phật vớt lên, cho mình che chúng sinh trong lao ngục ba cõi, nơi giác ngộ đèn pháp, cùng nhau sinh đảnh lễ. Chứ Bồ Tát chúng con đều từ Phật hóa sinh, rất thích nghe chánh pháp mong Thế Tôn giảng nói. Sau khi Bồ Tát hàng phục chất thiết chướng ngại cùng chư đại Bồ Tát dùng kệ tán thán Đức Phật xong, Đức Thế Tôn thương mến khen ngợi mời tất cả Bồ Tát ngồi trên đại hoa sen. Bây giờ Bồ Tát hàng phục chất thiết chướng ngại từ tòa đứng dậy, bày vai hữu, quỳ gối phải trên đất trên đài hoa sen, chắp tay hướng về Đức Phật tương: Kính bạch Thế Tôn, này còn có một vài điều muốn hỏi.
như là ứng cúng giải biến tri của xin Thế Tôn thương xót giải đáp cho. Phật bảo: Đại sĩ cứ hỏi, Như Lai Thế Tôn thường lắng nghe những điều nghi vấn, Như Lai sẽ phân biệt giải đáp. Đức Phật cho phép hỏi, Bồ Tát hạng Phật nhất thiết chướng ngại liền thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Bố Thí Ba La Mật? Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Trì Giới Ba La Mật? Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Nhẫn Nhục Ba La Mật? Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Tinh Tấn Ba La Mật? Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Thiền Na Ba La Mật? Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật? Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Ưu Hòa Câu Xa Xa Ba La Mật? Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Ba Ni Lao Na Ba La Mật? Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Bà La Ba La Mật? Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ Xà Na Ba La Mật? Kính bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát cùng với đất bình đẳng? Thế nào là Bồ Tát cùng với nước bình đẳng? Thế nào là Bồ Tát cùng với lửa bình đẳng? Thế nào là Bồ Tát cùng với gió bình đẳng? Thế nào là Bồ Tát cùng với hư không bình đẳng? Kính bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát như mặt trời mặt trăng? Thế nào là Bồ Tát như Sư Tử Vương? Kính bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát có khả năng giỏi điều phục? Thế nào là Bồ Tát? Thế nào là Bồ Tát là tri thức của thế gian? Thế nào là Bồ Tát dụ như hoa sen? Thế nào là Bồ Tát phát tâm rộng lớn? Thế nào là Bồ Tát được tâm thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát tâm không nghi hoặc? Thế nào là Bồ Tát ý như biển lớn? Kính bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát tâm hiểu rõ điều vi tế? Thế nào là Bồ Tát biện tài hợp lý? Thế nào là Bồ Tát biện tài rõ ràng? Thế nào là Bồ Tát biện tài thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát có thể tạo an vui tất cả chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát hội nhập hủy hoại ngôn ngữ? Kính bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát nói pháp lợi ích? Thế nào là Bồ Tát luôn tùy thuận? Thế nào là Bồ Tát thấu triệt pháp giới? Thế nào là Bồ Tát hành nơi cảnh giới không? Thế nào là Bồ Tát trụ vào vô tướng? Thế nào là Bồ Tát xa lìa tất cả tâm nguyện? Thế nào là Bồ Tát dùng từ làm nhân, làm thân? Thế nào là Bồ Tát dùng bi làm thân? Thế nào là Bồ Tát thường trụ nơi hoan hỷ? Thế nào là Bồ Tát an trụ trong xã? Thế nào là Bồ Tát hiện bày thần thông diệu dụng? Thế nào là Bồ Tát vĩnh viễn xa lìa tám nạn? Thế nào là Bồ Tát không quên mất tâm Bồ Đề? Thế nào là Bồ Tát đạt được trí túc mạng? Thế nào là Bồ Tát tân cận trí túc thiện? Thế nào là Bồ Tát xa lìa trí túc ác? Thế nào là Bồ Tát chứng đắc pháp thân Như Lai? Thế nào là Bồ Tát được thân kim cang bất hoại? Thế nào là làm đại các bạc vũ? Thế nào là Bồ Tát làm đại đạo sư? Thế nào là Bồ Tát chỉ rõ đạo không điên đảo? Thế nào là Bồ Tát thường nhớ nghĩ chân chánh? Thế nào là Bồ Tát mặc y phấn tảo? Thế nào là Bồ Tát thọ trì ba y? Thế nào là Bồ Tát hành động chẳng luồn cuối vân váo? Thế nào là Bồ Tát khất thực như pháp? Thế nào là Bồ Tát chỉ ăn một lần? Thế nào là Bồ Tát không ăn uống nhiều lần? Thế nào là Bồ Tát an trụ nơi A Lan giả? Thế nào là Bồ Tát nương tựa nơi gốc cây? Thế nào là Bồ Tát quen ngồi ở khoảnh đất trống? Thế nào là Bồ Tát trụ nơi rừng Tỳ Đà? Thế nào là Bồ Tát ngồi yên không ngủ? Thế nào là Bồ Tát tùy nghi trải đồ ngồi? Thế nào là Bồ Tát thâu nhiếp tâm đúng pháp? Thế nào là Bồ Tát dụng tâm cùng lý tương ưng? Thế nào là Bồ Tát thọ trì Tu Đa La Kinh? Thế nào là Bồ Tát thọ trì Tỳ Ni Luật? Thế nào là Bồ Tát đầy đủ A Nghi hành động như pháp? Thế nào là Bồ Tát tâm cam kéo kiệt canh ghét? Thế nào là Bồ Tát sinh tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát âm cần cúng dường cung kính chư Phật? Thế nào là Bồ Tát đoạn trừ kiêu mạn? Thế nào là Bồ Tát tâm hằng thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát đã biết về Tế Đế? Thế nào là Bồ Tát thông đạt về Đại Nhất Nghĩa Đế? Thế nào là Bồ Tát thông suốt 12 nhân duyên? Thế nào là Bồ Tát biết rõ sự mọi sự ở thế gian? Thế nào là Bồ Tát sinh ở cõi Phật thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát chẳng thọ thai sinh ô nhiễm? Thế nào là Bồ Tát xuất ly gia cư? Thế nào là Bồ Tát tọa mạng thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát sinh tâm không mỏi mệt? Thế nào là Bồ Tát thực hành đúng pháp Phật chế? Thế nào là Bồ Tát dương mạo luôn vui vẻ, không hề cho mày? Thế nào là Bồ Tát đầy đủ đa văn? Thế nào là Bồ Tát giữ gìn chánh pháp? Thế nào là Bồ Tát sinh ra làm pháp vương tử? Thế nào là Bồ Tát được thích phạm hộ tế tứ thiên nghênh tiếp? Thế nào là Bồ Tát biết rõ căn tánh của chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát thành tựu đầy đủ cho chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát có khả năng nhận lãnh ngôi chánh vị? Thế nào là Bồ Tát cùng an trú nơi an lạc? Thế nào là Bồ Tát khéo hành cách nhiếp pháp? Thế nào là Bồ Tát được thân tướng đoan nghiêm? Thế nào là Bồ Tát là chúa nương tựa? Thế nào là Bồ Tát dụ như đại dược thọ vương? Thế nào là Bồ Tát tương ưng phước nghiệp? Thế nào là Bồ Tát có khả năng biến hóa giỏi?
Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát sớm thành tựu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng? Phẩm 2, 13 La Mật, phần 1. Khi ấy Đức Phật bảo lại Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại. Lành thay, này Tỳ Nam, thật là hay lắm. Ông vì lợi ích của tất cả chúng sinh, vì an lạc cho tất cả thế gian, đặc biệt là vì muốn trang nghiêm cho đại chúng trời người, nên đã đem những câu như vậy thỉnh vấn Như Lai. Này Tỳ Nam, hãy chú tâm lắng nghe, ghi nhớ cho kỹ, Như Lai sẽ vì ông phân biệt giải thích. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa, dạ vâng, kính bạch Thế Tôn, con xin muốn nghe. Phật bảo, này Tỳ Nam, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Ba La Mật phải đầy đủ 10 pháp, những gì là 10? 1. Thí pháp đầy đủ. 2. Thí vô ý đầy đủ. 3. Thí của cải đầy đủ. 4. Bố thí hoàn toàn không mong đền đáp. 5. Bố thí tình thương đầy đủ. 6. Bố thí hoàn toàn không kiêu mạn. 7. Bố thí nhiệt tình chu đáo trọn vẹn. 8. Cúng dường đầy đủ. 9. Thí đầy đủ không nương tựa vào nơi chốn. 10. Bố thí tinh khiết đầy đủ. Này Tỳ Nam, thế nào là Bồ Tát bố thí pháp đầy đủ? Tỳ Nam, Bồ Tát thọ trì chánh pháp, lòng không mong cầu, không vì lợi dưỡng, không vì tri thức, không vì danh tiếng, mọi việc làm đều muốn diệt trừ tất cả những duyên khổ đau của chúng sinh, thiết pháp cho các chúng sinh. Bồ Tát dùng tâm không vướng mắc, một lòng bình đẳng không phân biệt, như thuyết pháp cho hàng quốc vương, vương tử, triệu thần giàu sang và cho hạng Chiên Đà La, người hạ tiện cũng là như vậy. Giữa lòng bình đẳng không phân biệt huống chi là đối với tất cả chúng sinh, muôn dân trong thành ấp. Bồ Tát thuyết pháp như vậy không sinh kiêu mạn. Tỳ Nam, đó gọi là Bồ Tát bố thí pháp đầy đủ. Này Tỳ Nam, thế nào là Bồ Tát bố thí vô ý đầy đủ? Tỳ Nam, Bồ Tát tự thân sẽ bỏ tất cả dao gậy, không khiến cho các chúng sinh sợ hãi, dùng chỗ pháp hành khuyến hóa dạy bảo cho các chúng sinh như cha mẹ vợ con quyến thuộc, thiện tri thức. Vì sao? Vì như lời Phật dạy, từ vô thủy trở đời kiếp kiếp lưu chuyển, không có một chúng sinh nào chẳng phải là cha mẹ vợ con tri thức quyến thuộc của các ông. Thậm chí đối với tất cả bốn loài chúng sinh, kể cả loài nhỏ bé nhất, còn phải tiết cho chúng sự không sợ hãi, lấp thịt mình nuôi chúng, chẳng khiến phải âu lo, huống nữa là đối với các chúng sinh lớn. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát bố thí của cải đầy đủ? Bồ Tát nếu thấy chúng sinh tâm tánh xấu ác, tâm nghiệp bất thiện thì liền cho tài vật, sau đó chỉ dạy chúng sanh tu các hạnh lành, dứt nghiệp xấu ác. Bồ Tát lại nhớ nghĩ lời của Như Lai dạy, ai hành bố thí tức diệt ba loại pháp ác, đó là ganh ghét, bỏng sẻn, tham ái. Do vậy, chúng ta hành bố thí không nên sinh tâm kiêu mạn, phải nương vào lời dạy của Như Lai mà hành hóa. Thì Nam, đó là Bồ Tát bố thí tài vật đầy đủ. Này Tỳ Nam, thế nào là Bồ Tát bố thí đầy đủ không mong đền đáp? Tỳ Nam, Bồ Tát làm việc bố thí không vì tự thân, không vì quyến thuộc, không vì thế tục, không vì ân nghĩa mà hành bố thí. Các Bồ Tát này đúng như pháp bố thí, vui vẻ bố thí. Cho nhân chuyên như vậy nên Bồ Tát không có tâm mong cầu đền đáp. Tỳ Nam, đó là Bồ Tát bố thí đầy đủ, hoàn toàn không mong cầu báo đáp. Này Tỳ Nam, thế nào là Bồ Tát bố thí tình thương đầy đủ? Tỳ Nam, Bồ Tát thấy các chúng sinh khốn khổ như đói khát, không một vảnh vải che thân, hoặc thân mặc rách rưới, hoặc không ai cứu giúp, không chỗ nương tựa, phước đức mỏng manh, thân không được an. Thấy vậy, Bồ Tát liền sinh tâm ân cần thương xót, vì muốn đem lại lợi ích an lạc cho chúng sinh, nên Bồ Tát cấp tốc tu hạnh Bồ Đề Vô Thượng. Nghĩ các chúng sinh khốn khổ không ai cứu hộ, không nơi nương tựa, sinh tử lưu chuyển khắp nơi trong sáu nẻo, thọ các thống khổ, không một chút phút giây ngừng nghỉ. Cho nên Bồ Tát nguyện làm tôn sư, làm người thủ lãnh, làm người dẫn đường, làm người cứu độ, làm chỗ nương tựa cho các chúng sinh. Bồ Tát dùng tình thương lớn thâu nhận, bao phủ lấy tâm chúng sinh, xót thương thâu tóm, vô lượng vô biên tất cả chúng sinh như vậy. Tu thiện căn này, Bồ Tát không sinh kiêu mạn. Tỳ Nam, đó là Bồ Tát bố thí tình thương đầy đủ. Này Tỳ Nam, thế nào là Bồ Tát bố thí hoàn toàn không kiêu mạn? Tỳ Nam, Bồ Tát làm việc bố thí chẳng cho bằng cách ném,
chẳng khinh khi người nhận thí, chẳng mạ nhục bực tức khi bố thí, chẳng ý giàu sang bố thí qua loa, chẳng cầu danh tiếng, chẳng ý vào sự đa văn của mình. Bồ Tát khi bố thí phải ân cần cung kính tự tay ban vật thí cho họ. Thiện nam, đó là Bồ Tát bố thí hoàn toàn không có kiêu mạn. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát bố thí nhiệt tình chu đáo trọn vẹn? Thiện nam, nếu Bồ Tát thấy các hòa thượng, sư tăng bậc đáng tôn kính cùng các bạn đồng tu thì phải hết lòng ân cần cung kính chắp tay lễ bái, nghênh tiếp đón đưa vui hòa niềm nở. Đối với các pháp sự tu hành, Bồ Tát tương ưng với thiện, thường làm bạn với nhau. Thiện nam, đó là Bồ Tát bố thí nhiệt tình chu đáo trọn vẹn. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát cúng dường đầy đủ? Thiện nam, đó là Bồ Tát bày biện các vật cúng dường ở trước Phật, trước Pháp, trước Tăng, hoặc đến chỗ tháp miếu của Như Lai. Bồ Tát quét dọn sạch sẽ, để các loại hương hoa cúng dường hoặc tháp Như Lai bị hư hoại thì Bồ Tát liền tu sửa. Bồ Tát cúng dường chư Phật như vậy. Đối với chánh pháp của Như Lai, Bồ Tát sau khi nghe rồi liền thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, suy nghĩ về ý nghĩa ấy, tu hành như pháp, không còn điên đảo. Bồ Tát cúng dường chánh pháp như vậy. Bồ Tát đem các loại y phục, đồ ăn, thức uống, nệm lót, thuốc thang, tất cả tài sản, thậm chí đến cả nước lạnh, nước nóng, cung cấp cúng dường chúng tăng. Thì nam như vậy gọi là Bồ Tát cúng dường đầy đủ. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát bố thí đầy đủ không nương vào nơi chốn? Thì nam, khi Bồ Tát thực hành bố thí không tạo ước nguyện như việc căn lành mà nên khiến được sinh vào cõi trời hoặc cần tự đến các cõi trời hay sinh làm quốc vương, triều thần, tể tướng giàu sang. Thì nam, đó là Bồ Tát bố thí đầy đủ không nương vào xứ sở. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát bố thí đầy đủ sự tình khiết? Thì nam, như trước đã nói, Bồ Tát thực hành các loại thí đều khéo quan sát. Nhờ quan sát như vậy nên các lỗi lầm, câu ế, chướng ngại của sự bố thí không phát sinh. Thì nam, như vậy Bồ Tát bố thí đầy đủ sự tình khiết. Thì nam, đó là 10 pháp bố thí ba la mật đầy đủ của Bồ Tát. Này thì nam, Bồ Tát có đầy đủ 10 pháp trì giới ba la mật. Những gì là 10? Một, hộ trì giới cấm ba la đề mộc xoa. Hai, hộ trì học giới ứng hợp của Bồ Tát. Ba, sẽ lìa hết thảy mọi phiền não thiêu đốt. Bốn, lìa xa tư duy bất thiện. Năm, tinh ân nghiệp nhân quả. Sáu, khởi tưởng sợ hãi tội lỗi. Bảy, biết quán sát hổ thẹn. Tám, thọ trì kiên cố. Chín, trì giới không có chỗ nương tựa. Mười, hành tịnh giới tâm luân. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát giữ gìn giới cấm ba la đề mộc xoa? Những giới cấm như lai chế trong Tu Đa La, Tỳ Ni và trong các kinh, Bồ Tát sống bất cứ nơi đâu cũng phải nên học và tọa trì đúng như pháp, không kể nơi chủng tộc, không vướng nơi các kiến chấp, không chia rẽ đồ chúng, không nhìn lỗi người, không giới tưởng thấp kém, không tham vướng nơi tạp nghệ. Đối với giới luật sinh tâm ân cần, tôn kính, tọa trì như pháp, như vậy là Bồ Tát giữ gìn giới cấm ba la đề mộc xoa. Thì nên thế nào là Bồ Tát giữ gìn? Gìn giới học giới ứng hợp với của Bồ Tát. Thì nên Bồ Tát tư duy, suy xét kỹ, ta chẳng những thọ trì ba la đề mộc xoa mà còn mà phải chứng được quả vị Bồ Đề vô thượng. Do đó bất cứ trong kinh nào nói về các loại oai nghi của Bồ Tát, các loại luật nghi của Bồ Tát được Như Lai chế định, ta phải nên học thọ trì đúng như pháp. Bồ Tát tu tập giới oai nghi như thế nào? Phi xứ, phi thời, Bồ Tát không nên thuyết pháp, phải biết thời, thông hiểu về quốc độ, dùng mỹ âm hòa nhã vì họ mà giảng nói. Vì sao? Vì chế để cho chúng sinh sinh tâm bất thiện, nên bảo hộ họ, ý tưởng thâu giữ xấu tình. Như vậy Bồ Tát mới đạt được hạnh Bồ Đề viên mãn. Thế nào là luật nghi, giới đầy đủ? Đó là lời nói. Nói lời tốt đẹp, nói lời dịu êm, không trụ nơi uế tạp loạn, thích sống nơi vắng lặng, tịnh, xác diện luôn tươi vui. Sau khi đầy đủ oai nghi như vậy, Bồ Tát thông suốt các pháp luật nghi của Như Lai chế, dùng tâm ân cần tọa trì trọn vẹn. Như vậy là Bồ Tát gìn giữ học giới ứng hợp của Bồ Tát. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát xa lìa xa hết thảy sự thiêu đốt của phiền não? Thiện nam, Bồ Tát hoặc bị tham dục thiêu đốt
hoặc bị sân hận thiêu đốt, hoặc bị si mê thiêu đốt, kể cả bị hết thảy do lửa các lửa phiền não thiêu đốt, hoặc các loại nhân duyên nơi tài sản tiền của thiêu đốt thân tâm. Bồ Tát nên tu ba loại pháp môn đối trị, phải sắm lìa xa nhân duyên ba độc. Đối trị dục như thế nào? Nhân duyên của dâm dục là gì? Tu quán bất tịnh là đối trị dục. Hết thảy nữ sắc là nhân duyên dâm. Tu quán bất tịnh như thế nào? Đó là quán các phần trong thân này như tóc, lông, tóc, móng, răng, da, mọi thứ có bẩn, nước mắt, mồ hôi, đờm dãi, phân, nước tiểu, gân, thịt, huyết mạch, não, mô, mỡ xa, xương, tủy, mỡ nước, mủ, tim, phổi, lá lách, thận, gan, mật, ruột, dạ dày, nước vàng, trắng, sinh thục, nhị tạng. Đầy dãy những thứ bất tịnh, Bồ Tát nên khéo quan sát 36 vật của thân như vậy. Quan sát như thế lại tư duy, có những hài nhi, phàm phu ngu si, không sáng suốt, ít phần thiện căn, còn có khả năng quan sát 36 vật, không sinh tham dục, huống gì là người trí, gồm đủ tướng đại nhân, thiện căn sâu dày. Bồ Tát có tu quán bất tịnh như vậy. Thế nào gọi là nữ sắc? Đó là hay ưa trang điểm, sửa sắc đẹp ngoại hình được duyên dáng, cho 36 vật giả hợp hôi tối là hình tướng đẹp, làm mê hoặc hạng phàm phu. Nếu khi thấy sắc, Bồ Tát nên khởi niệm. Như Lai thường dạy, hết thảy cảnh giới như mộng, như huyễn đều là hư vọng. Có người trí nào đối với các cảnh giới như mộng, như huyễn lại sinh tâm tham dục, quan sát như vậy nên sớm xa lìa. Đó gọi là Bồ Tát lìa nhân duyên của dục. Đối trị sân hận như thế nào? Thế là nguyên nhân của sân hận. Thì nếu đối với các chúng sinh, Bồ Tát luôn sinh tâm từ bi. Những nhân duyên có khả năng làm sinh sân sinh khởi, Bồ Tát đều phải lìa xa. Như vậy là Bồ Tát tu đối trị sân, lìa nhân duyên của sân. Sau khi quán như vậy, Bồ Tát liền được lìa si. Được lìa si rồi, không sinh khổ não. Để bị hạ nhục hoặc mất tài vật, Bồ Tát cũng không sinh bức bách khổ não. Như vậy là Bồ Tát lìa xa hết thảy sự thiếu đốt của phiền não. Thì nam thế nào là Bồ Tát lìa xa tư duy bất thiện? Thì nam Bồ Tát một mình ở nơi thanh vắng tịch tỉnh, không bị bạn phát tâm như vậy. Nay ta an trụ nơi thanh tịnh, không ồn ào, náo loạn. Do vậy được trụ nơi giới luật an lạc, thanh tịnh của Như Lai. Có các sa môn cả bỏ râu tóc, mặc y hoại sắc hành khổ hạnh, gần tri thức ác, tư duy bất thiện nên đã đánh mất giới luật của Như Lai giả dài. Như vậy là Bồ Tát lìa xa tư duy bất thiện. Thế nào là Bồ Tát tin nơi nghiệp nhân quả? Bồ Tát khởi sự tư duy như Phật dạy, sa môn tạo công đức phải nên chí tâm trì giới, tu trí một cách hết sức chuyên cần. Vì sao? Vì chí tâm tạo công đức như vậy nên thọ được quả báo an lạc như ý. Do tin như vậy nên liền được lìa xa các nghiệp bất thiện, đó gọi là Bồ Tát tin nơi nghiệp nhân quả. Thì nam, thế nào là Bồ Tát khởi tưởng lo sợ về tội? Đối với tội lỗi vi tế, Bồ Tát luôn sinh lo sợ, hãy còn không dám cố phạm. Vì sao? Vì như Phật dạy sa môn, theo tánh của tội lỗi là độc dược, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể làm chết người. Hết thảy tội lỗi hoặc lớn hoặc nhỏ đều khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác khốn khổ, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cũng là như vậy, tư duy như thế Bồ Tát liền sinh tưởng lo sợ đối với hết thảy tội, đó gọi là Bồ Tát lo sợ về nghiệp tội. Thế nào là Bồ Tát biến quán sát hộ thiện? Bồ Tát thân quen với bốn bộ chúng và dân chúng trong nước. Những người như vậy gọi cho Bồ Tát các loại vật báu, vàng bạc, trân châu, lưu ly, ngọc bích. Nhưng Bồ Tát không sinh tham, hoặc vật của tháp miếu, hoặc các vật của tăng giao phó cho Bồ Tát. Bồ Tát cũng không dùng riêng. Vì sao? Vì như Phật dạy, Bồ Tát đối với các phần thân mình, thà chịu các thịt tùy ý dùng, chứ không dùng vật chẳng phải là xả thí. Như vậy là Bồ Tát biết quán sát, hổ thẹn. Thế nào là Bồ Tát thọ trì kiên cố? Bồ Tát nó bị các thiên thần và quyến thuộc của ma làm nhiễu loạn, khiến sinh tâm tham đắm tất cả tài vật cùng năm thứ dục lạc. Nhưng tâm Bồ Tát luôn an trụ bất động, không bị phân tán, cũng không thoái chuyển. Như vậy là Bồ Tát thọ trì kiên cố. Thế nào là Bồ Tát hành trì giới không có nơi chốn nương tựa? Bồ Tát hành trì tịnh giới nghĩa rằng không vì giới đây mà ta sẽ được sinh thiên và làm chư thiên.
đế chủ, các quốc vương, các triều đại thần. Bồ Tát hành trì giới là hoàn toàn không tu đắc, đó gọi là Bồ Tát hành trì giới không có nơi chốn nương tựa. Thế nào là Bồ Tát hành trì giới tam luân? Đó là Bồ Tát dùng thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, tâm thanh tịnh để trì giới. Thế nào là Bồ Tát thân giới thanh tịnh? Đó là hết thảy thân nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, Bồ Tát đều đã xa lìa. Đó gọi là Bồ Tát thân nghiệp thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát khẩu nghiệp thanh tịnh? Đó là hết thảy khẩu nghiệp bất thiện, vọng ngữ, nói hai lưỡi, ác khẩu mắng chửi, nói lời ly gián, Bồ Tát đều đã lìa xa. Đó gọi là Bồ Tát khẩu nghiệp thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát tâm nghiệp thanh tịnh? Đó là hết thảy tâm nghiệp bất thiện, tham dục, sân hận, ngu si, Bồ Tát đều đã lìa xa. Đó gọi là Bồ Tát tâm nghiệp thanh tịnh. Như vậy gọi là hành trì tịnh giới tam luân. Thì nam đó gọi là Bồ Tát đầy đủ trì giới ba la mật thanh tịnh. Thì nam Bồ Tát có đủ 10 nhẫn dục ba la mật. Những gì là 10? Một, đầy đủ nội nhẫn. Hai, đầy đủ ngoại nhẫn. Ba, đầy đủ pháp nhẫn. Bốn, đầy đủ nhẫn được Phật ấn chứng. Năm, đầy đủ không nhẫn phương sở. Sáu, đầy đủ nhẫn bình đẳng. Bảy, đầy đủ không nhẫn kiến sự. Tám, đầy đủ không nhẫn dao động. Chín, đầy đủ nhẫn từ bi. Mười, đầy đủ thành tựu nhẫn thệ nguyện. Thì nam thế nào là Bồ Tát đầy đủ nội nhẫn? Như bên trong có ưu bi khổ não sầu lo buồn bực bất đức, Bồ Tát đều nhẫn chịu một cách mặc nhiên không nổi nóng, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ nội nhẫn. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ ngoại nhẫn? Thì nam có người nói lời thô ác mắng chửi nguyền rủa phỉ báng Bồ Tát cùng cha mẹ và hết thảy các quyến thuộc, các vị hòa thượng sư tăng cho đến hủy báng Phật pháp tăng bảo, Bồ Tát nghe rồi vẫn gắn không sân, không buồn phiền, không ôm lòng oán hận. Đó gọi là Bồ Tát đầy đủ ngoại nhẫn. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ pháp nhẫn? Đối với những kinh giáo sâu xa của chư Như Lai giảng dạy, Đại Bồ Tát trừ các nghi hoặc ý hướng khó đạt cảnh giới chư Phật, đây là các pháp xưa nay tịch tịnh, không sinh không diệt, tự tánh là niết bàn. Nghe pháp như vậy, Bồ Tát không sinh kinh hãi, không khiếp sợ, không mất vía khỏi sự tư duy sâu xa trong mọi lúc. Có người nào không nghe chánh pháp vi diệu sâu xa như vậy của Như Lai mà đạt được quả vị Bồ Đề vô thượng chăng? Vì nhân duyên này phải nên chí tâm thọ trì đọc tụng quán sát tu hành chánh pháp như thế, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ pháp nhẫn. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ được Phật ấn chứng? Đại Bồ Tát nếu sinh sân hận liền phải chí tâm lắng lòng tư duy, sân này do đâu sinh và do đâu diệt, ai sinh ra, vì sao sinh ra, nương nhân gì sinh. Quan sát như vậy không thấy nhân sân, không thấy nơi sinh, không thấy nguyên do. Vì nhân duyên này liền nhận được nó, không sinh phiền não, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ được Phật ấn chứng. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ nhẫn không phương sở? Bồ Tát không chỉ nhẫn vào ban ngày mà ban đêm không nhẫn, không chỉ nhẫn vào ban đêm mà ban ngày không nhẫn, không chỉ nhẫn ở nước này mà không nhẫn ở nước kia, không chỉ nhẫn ở nước kia mà không nhẫn ở nước này, không chỉ nhẫn nơi hàng tri thức mà không nhẫn với chẳng tri thức, không chỉ nhẫn nơi với hàng với chẳng tri thức mà không nhẫn với hàng tri thức. Bồ Tát không như vậy, trong tất cả thời bất cứ nơi đâu cũng đều có thể nhẫn an diệu tất cả, đó gọi là Bồ Tát nhẫn không phương sở. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ nhẫn bình đẳng? Bồ Tát không chỉ nhẫn với cha mẹ, tôn trưởng, vợ con, tất cả quyến thuộc của mình mà không nhẫn các đối tượng khác. Bồ Tát không như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát thực hành nhẫn không hề có thân sơ, bất luận là hạng tôn quý, thấp hèn, cả cả hạng chỉ đà la, Bồ Tát đều dùng tâm bình đẳng kham nhận tất cả. Đó gọi là Bồ Tát đầy đủ nhẫn bình đẳng. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ nhẫn không kiến sự? Bồ Tát hành trì nhẫn không vì duyên sự, nhẫn không vì tiếng tâm, nhẫn không vì được lưu truyền tên tuổi ở đời, nhẫn không vì hổ thẹn. Bồ Tát ở nơi nào chỗ nào luôn tu nhẫn nhục, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ không nhẫn kiến sự. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ không nhẫn nhiễu động? Sân hận chưa phát khởi vì ác chưa sinh nên tạm nhẫn nhục đó không gọi là nhẫn của Bồ Tát. Nếu gặp cảnh ác như bị đâm, bị đánh bằng cây, bằng dao, hoặc bị đá, hoặc bị giết, hoặc bị mắng chửi, Bồ Tát đều nhẫn, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ không nhẫn nhiễu động. Thế nào là Bồ Tát đủ nhẫn từ bi?
Bồ Tát nếu làm quốc vương, vương tử, triều thần, phú quý, của cải sung mãn, quyền lực tự tại, giả sử bị người mà nhục mắng, chửi, phỉ báng, khinh khi đủ cách, Bồ Tát đều căm giận, không sân, không hận, không tỏ vẻ sáng dầu, nên suy nghĩ, những chúng sinh này, ta đều cậy nhờ được ta giúp đỡ, do vậy nên không nên đối với chỗ như thế là khởi sự sân hận và sẽ bỏ ngay. Vì nhân duyên ấy mà từ bi được tăng trưởng, hay an nhẫn không sinh sân hận, đó gọi là Bồ Tát đủ nhẫn từ bi. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ nhẫn tuệ nguyện? Đại Bồ Tát nên nghĩ rằng ở trước Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, ta nguyện như sư tử gầm vang, ta sẽ tu hành cầu đạo đạo quả Bồ Đề vô thượng. Thế các chúng sinh chìm đắm sâu thẳm trong bùn lầy sinh tử, ta phải cứu vớt khiến họ được độ thoát. Do vậy, nay ta không thể đối với các chúng sinh đáng cứu độ lại khởi tâm sân hận, thù oán, không nhịn, không nhẫn. Nếu ta không nhẫn, còn chẳng tự độ, huống là độ người. Thì nam ví như thầy thuốc, ta những người mù liền khởi niệm, nay ta nên vì những người này trừ thảy các loại màn chướng mù tối trong mắt cho họ. Suy tư nghĩ như vậy, nhưng chính y sư mắt cũng bị mù từ lâu. Thì nam ý không nghĩ sao, y sư như vậy có khả năng trừ bệnh mắt cho chúng sinh không? Bồ Tát hàng Phật nhất thiết chướng ngại thưa, không. Bạch Thế Tôn, Phật nói, này thì nam, Bồ Tát cũng như vậy. Đối với vô minh ấy, đã là người bẩm sinh ở thế gian, tự thân không có tuệ nhãn, làm sao có khả năng trừ vô minh cho thế gian? Tự thân bệnh mắt còn chẳng thể trị, há có khả năng trị cho kẻ khác? Vì nhân duyên này, Bồ Tát muốn trừ hết tại vô minh tâm tối của chúng sinh, trước phải tự trừ hết tại các ám chướng của mình, sau mới trị cho người. Do vậy Bồ Tát phải kham nhẫn, không sinh sân hận. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ nhẫn tượng thệ nguyện. Thì nam, đó gọi là Đại Bồ Tát hoàn thiện đầy đủ 10 pháp nhẫn nhục ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Bảo Vân quyển 1. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.